Chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại 6 giờ các bạn, thứ 6 ngày 22 tháng 3 nha. Tức là hôm nay là 13 tháng 2 âm lịch nha các bạn. Thì hôm nay tôi cử mình phun thuốc tạo mầm hoa cử 2 á. Thì mình làm đoạn video ngắn á, chủ yếu là cập nhật báo cáo để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm sò, xử lý sò của mình theo từng giai đoạn nha các bạn. Tại lon mình thì mình đang trong giai đoạn bắt đầu xử lý các bạn ơi. Đây các bạn, đây là giai đoạn lá sau khi mình xử lý lá gốc được 3 tuần, tức là 21 ngày nha, thì đã trải qua phun tạo mầm hoa được một cử các bạn. Để mình đi clip này để mình quay qua mình cho các bạn xem nha, chứ đi bên kia thì nó trong lòng thì nó hơi khó xem các bạn. Lá rất là đẹp nha các bạn, sẵn lá hết nha các bạn. Đây, 11 ngày thấy cây hấp thu bắt lo rất là tốt luôn các bạn. Kim chỗ chấm chấm cho các bạn xem mới thấy rõ nha. Đây, đây các bạn, 2 mét lá thì nó đã dãnh viền hết nha, gợn sóng hết các bạn, chứng tỏ là cây mình hấp thu bắt lo rất là tốt nha. Và bắt lo mình nó đạt, nó chuẩn thì cây mình hấp thu mới tốt các bạn. Đây các bạn thấy. Còn đây là đài lon đây. Thì cái đợt mình xử lý sồi sớm tháng 7 các bạn, thì mình trồng sen nha. Một cây đài lon và một cây cát và lộc các bạn ơi. Trồng xỉa tiền nha. Còn bên đây là đài lon gặt 100%. Các bạn thấy lá rất là đẹp luôn các bạn. Vườn mình thì gồm có 6 clip các bạn ơi. Quá là đẹp luôn các bạn. Sáng sớm qua tối nha các bạn. Thì như thường mình đã nói nha, mình đã chia sẻ các bạn sử dụng phân bón lá thì mình phun vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát các bạn. Chứ còn chưa nắng lên thì mình sử dụng nó không có hiệu quả nha. Lá khá là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi thì các bạn xem sơ thì các bạn cũng nắm được cái giai đoạn lá của mình nha. Đây, bên đây còn đây là tractor của mình nè. Trồng sen với mít nè. Lá cũng quá là ok luôn các bạn. Bên đây thì trồng xỉa tiền nè. 7 mét một cây các bạn. Rồi thì các bạn xem sơ thì các bạn cũng nắm được cái giai đoạn sồi của mình nha. Sau xử lý bó gốc được 21 ngày. Thì đã trải qua phun một cử tạo mầm hoa cử 1 rồi nha các bạn. Hôm nay 21 ngày bắt đầu phun tạo mầm hoa cử 2 các bạn ơi. Rồi thì vô mình bắt đầu áp dụng thuốc đó, chia sẻ các bạn xem tham khảo nha. Rồi các bạn ơi, thì nước mình cũng đã bơm xong nha các bạn. Vừa bơm xong thì hồi nãy trong cái đường đi ra thì mình cũng đã cho các bạn xem sơ qua giai đoạn sồi của mình hiện tại rồi. Sau khi xử lý bắt lo gốc được 21 ngày nha các bạn, thì đã trải qua phun một cử tạo mầm hoa cử 1 giai đoạn sau đổ bắt lo gốc 14 ngày. Thì hôm nay là 21 ngày sau đổ bắt lo gốc, tức là 3 tuần thì mình tiếp tục phun tạo mầm hoa cử 2 nha. Thì mình làm đoạn video ngắn chủ yếu là chia sẻ cập nhật để cho những bạn mới biết kênh mình á, để các bạn nhìn dễ dàng theo dõi, dễ dàng nắm bắt cái cách xử lý sồi của mình nha các bạn. Còn những bạn cũ á, những bạn đã biết rồi á, thì nếu cần thiết thì xem cho vui, còn không thì xin các bạn hãy lướt qua nha. Thì hôm nay mình tiếp tục phun tạo mầm hoa cử 2 thì mình tiếp tục sử dụng là MKB kích tạo mầm siêu chăn đọt không đạm 52 lăng 34 kali cộng TE. TE là trung quy lượng nha các bạn. Thì mình tiếp tục sử dụng là với cái liều là 500 g, tức là nửa ký. Gói như thế này là 1 ký mình sử dụng được 2 phi nha các bạn.
và mình kết hợp thêm vấn đề 10-60 các bạn. 10-60 thì 10 đạm 60 lăng, 10 kali các bạn, kích tạo mầm, chuyên sử dụng cho cây ăn trái. Các bạn xem lại công dụng của nó nha. Tác động kép, vừa tạo mầm, ủ mầm, vừa chuyển mầm, điều tiết phân hóa mầm hoa theo ý muốn. Rất là thích hợp, rất là hợp lý nha các bạn. Thì mình tiếp tục sử dụng hai gói, mỗi gói là 250g, tức là 500g nha các bạn. 500g MKB, kết hợp 500g 10-60. Và mình phối thêm cái dòng F2, cái dòng F2 thì không thể nào thiếu được nha các bạn. Thuốc lá già, chuyển mầm, phân hóa mầm hoa, ức chế cây hấp thu đạm, lưu dẫn hai chiều. Thì cái dòng F2 này là chuyên sử dụng cho cái việc chúng ta xử lý sòi, sớm vụ, nghịch vụ các bạn. Đây, các bạn cùng xem lại cái công dụng của nó nha. Mình rất là tâm đắc các bạn. Và cái sản phẩm này thì mình đã sử dụng 2 năm vừa qua, cho thấy đem lại cái hiệu quả rất là tốt trong cái việc chúng ta xử lý sòi sớm vụ để làm hoa, làm bông nha các bạn. Đây, sản phẩm có hiệu quả khác biệt ở giai đoạn chuyển mầm cực hiệu quả, thúc đẩy nhanh quá trình phân hóa mầm hoa, kích ủ mầm hoa, chuyển từ mầm lá sang mầm hoa, chặn đứng ngay quá trình bung lập do thời tiết thay đổi thất thường ở vụ nghịch. Rất là hợp lý, rất là thích hợp nha các bạn. Đây là Do Thái Chem nha, các bạn xem lại cái địa chỉ của Do Thái Chem các bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Do Thái Chem nè, địa chỉ là số 7C Trương Thị Ngào, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì công ty Do Thái Chem là, nếu mà các bạn tìm hiểu mua cái hàng Do Thái Chem để hàng chính hãng á, thì công ty Do Thái Chem là nằm ở cái thành phố Hồ Chí Minh chứ không nằm ở bất kỳ cái tỉnh thành nào khác nha các bạn lưu ý nha. Và logo đầu voi thì nói chung là mình nói sơ để các bạn tìm hiểu thôi, để nhiều khi các bạn tìm hiểu mua. Hiện tại trên thị trường hiện tại bây giờ thì cũng có khá là nhiều hàng Do Thái các bạn, cũng không biết đâu là hàng chính hãng, đâu là hàng không chính hãng nha. Và cái điểm các bạn cần lưu ý nè, thì khi mình sử dụng cái dòng Do Thái F2 này á, thì đặc biệt là trên cây mình không có bông mới nhú, hoa đang thụ phấn, hoa đang nở, trái non nha các bạn. Các bạn cần lưu ý vấn đề này nha. Thì về cái liều lượng á, thì một chai Do Thái Chem F2 như thế này á, 500ml, thì mình sử dụng được 2 phi nha. Mỗi phi của mình 250ml các bạn. Rồi mình sẽ áp dụng thực tế để cho các bạn thấy rõ hơn, dễ hiểu hơn nha. Thì trước tiên giờ mình sẽ xé cái gói 10-60 trước nha các bạn. Thì như mình đã nói nha, thì đối với 10-60 thì 500g tức là 2 gói, mỗi gói nó 250g nha các bạn. Thì chỉ có lý thuyết và cái thực hành như thế này, trực tiếp như thế này để cho các bạn dễ dàng nắm bắt, dễ dàng cọ sát nha, nhất là những bạn mơ. Rồi tiếp theo là 10-60 phi thứ hai. Thì mình làm đoạn video này chủ yếu là cho các bạn nắm được cái quá trình xử lý sòi của mình theo từng giai đoạn nha các bạn, để các bạn dễ dàng nắm bắt các bạn ơi. Rồi tiếp theo là MKB nha, với cái liều là 500g, tức là nửa ký cho mỗi phi nha các bạn. Cái căn của mình 1kg nha. Rồi vừa đủ. Đây các bạn. Rồi phần còn lại thì đổ phi thứ hai luôn. Rồi tiếp theo là Do Thái F2 nha. Chuyển mầm, tạo mầm, ức chế đi đọt nha các bạn. Với cái liều là 250ml, 2,5 công. Rồi phần còn lại thì mình đổ phi thứ hai luôn các bạn ơi. Dòng Do Thái F2 này sử dụng cho mình xử lý sòi sớm vụ, nghịch vụ rất là hiệu quả nha các bạn. Rồi mình sẽ điểm sơ lại tất cả dòng thuốc mình áp dụng giai đoạn phun tạo mầm hoa cử 2 nha. Thì dòng thuốc thứ nhất á, thì mình sử dụng là 10-60 nha, với cái liều là 500g, tức là 2 gói nha các bạn, mỗi gói 250g. Và mình kết hợp thêm 500g MKB, 1kg của nó sử dụng được 2 phi. Rồi dùng thuốc thứ ba là sử dụng Do Thái F2 nha, với cái liều là 250ml các bạn, tức là nửa chai.
một chai của nó 500 ml sử dụng được 2 phi. Tất cả mình áp dụng cho phi của mình là phi 220 lít nước các bạn. 6 giờ mấy rồi nha các bạn, thì mình bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Lọc rất là đẹp nha các bạn. Đây. Các bạn ơi, thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.